Mình nên chơi theo kiểu mua nắm giữ các coin trong cùng hệ sinh thái hay là theo dõi và đầu tư như nào thì phù hợp? Ok. Đối mỗi người có một cái nguồn vốn khác nhau nên là cái câu hỏi này nó sẽ không đúng với nhiều người. Đối với riêng mình á thì mình tin tưởng vào Solana nhiều thì mình sẽ dành ra một cái phần tiền khá là lớn, có thể là 50-60% gì đó cho cái hệ sinh thái của Solana. Còn các phần còn lại thì mình sẽ để ra một phần để chơi, một phần để chơi các đồng coin vẫn là các đồng coin top, coin chủ. Một phần thì mình sẽ để vào Avalanche, một phần nhỏ mình sẽ để vào Near, một phần nhỏ mình sẽ để vào Phantom. Đó là cách mình phân bổ vốn qua các hệ sinh thái như thế. Thì cứ sau một tuần một tháng mình view lại thì mình sẽ thấy được là cái portfolio của mình bên Avalanche nó lớn hơn cái portfolio của bên Phantom, thì mình cũng sẽ biết được là cái hệ sinh thái nào mình đang đầu tư hiệu quả. AD hiện tại vốn nhỏ dưới 1.000, mình mua con nào để x5, x10? Ok. Để mà x5, x10 được thì nên tập trung vào những cái đồng coin mới lít sàn, mới nổi và ít người biết đến. Nhưng mà chúng ta phải đi tìm hiểu kỹ nha, chứ lại như cái trend xếp BSC, xếp BNB hồi xưa thì toang lắm. Giống như là con cả starter á, thì mọi người có thể thử dùng 1.000 đô này mua con cạc, xong rồi đi stake vào đây. Nhưng mà phí mình cảnh báo là phí giao dịch cũng khá là cao đó, mặc dù là thời điểm hiện tại Ethereum nó đã có một chút nâng cấp để cho cái phí giao dịch nó thấp rồi, nhưng mà theo mình thì vốn mà dưới 1.000 á thì cũng hơi khó để chơi cái IDO trên hệ sinh thái của Ethereum. Cái con cạc starter này là của Cardano nhưng mà hiện tại nó vẫn chạy trên Ethereum nha mọi người. GRT Web 3 ổn không? GRT Web 3 thì cách đây tầm nửa năm thì nó cũng tương tự như là Link vậy đó, tức là nó là một cái mảnh ghép thì nó không thể thiếu của DeFi. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì theo mình thì cái tiềm năng của cái mảng này nó sẽ không còn nhiều nữa, tức là nó có thể lên nhưng mà giả sử như nếu mà nó chỉ tăng được tầm 30 đến 50% thôi thì chúng ta nên đầu tư những thứ khác thì sẽ ổn hơn, đúng không? AD đánh giá thế nào nếu Ethereum 2.0 build thành công? Ethereum build 2.0 build thành công thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến các ecosystem khác. Thực sự là như thế, nếu mà mọi người follow trên GitHub hay là những cái hội kín về dev của Ether á thì thực sự là nó sẽ là một cái cơn ác mộng đối với các hệ sinh thái khác. Nhưng đặt lại câu hỏi là bao giờ Ethereum 2.0 mới thực sự ra mắt được? Nếu mà nó ra mắt trong vòng nửa năm nữa, hoặc là 1 năm nữa, hoặc 2 năm nữa thì biết đâu đến cái thời điểm đấy cái đồng Near vốn hóa nó tương đương với cả Ethereum rồi thì sao? Thì lúc đấy thì nó có thực sự là đe dọa được các hệ sinh thái khác hay không, thì cái này phải chờ cái team của Ethereum đặt vấn đề ra. Bản thân Ethereum họ cũng rất muốn chạy cái Ethereum 2.0 nhanh nhất có thể, nhưng mà cái công việc mà họ build ra một cái sản phẩm thành công á được thì dễ, nhưng mà họ support cho tất cả những cái DApp khác, hàng ngàn cái DApp khác trên Ethereum cũ mà move sang cái Ethereum 2.0 một cách thuận lợi nhất á, thì đó là một cái câu trả lời rất là lớn mà một câu hỏi rất là lớn mà team của Ethereum phải giải quyết. Giống như là Apple khi mà họ ra con chip vào mỏ đó, họ phải support một cái máy ảo để cho các cái ứng dụng cũ chạy trên chip cũ có thể chạy trên chip mới mượt mà hơn. Thì Ethereum ra mắt 2.0 thì mình nghĩ là họ cũng sẽ phải ra những cái máy ảo này, những cái bộ tool toolkit để cho những cái dự án cũ có thể move sang cái Ethereum 2.0 native nhanh nhất có thể ha. AAVE thì nó theo mình thì nó không phải là một hệ sinh thái nha, nó chỉ là một cái mắt xích của Ethereum thôi. AD ôm son hả? Ok đúng rồi. Đi vào lòng đất luôn. Tầm cả 24 đô một con. Ok. Cái việc mà chúng ta định giá một đồng coin ấy thì không không nên nhìn vào cái giá cái price của nó nha. Mà chúng ta nên nhìn vào hai thứ, một là vốn hóa thị trường, hai là cái định giá định định giá pha loãng hoàn toàn fully diluted cap á. Thì cái cách mà chúng ta tính thì như sau:
đó là chúng ta lấy cái giá hiện tại nhân với cả tổng cung của nó thì sẽ ra được cái fully diluted cap. Một số đồng coin ở trên CoinEco ấy thì họ có để cái chỉ số này, nhưng mà một số đồng coin ấy thì CoinEco họ lại không để. Theo mình thấy thì đây nó là một cái sự mập mờ trong việc thể hiện data. Có thể là một số đồng coin mà cái fully diluted cap quá cao á, thì dự án á, họ kêu CoinEco bỏ cái trưởng nó đi. Ví dụ như là mình check cái đồng cách đi, đúng không? À, cái con card starter là lăn bát đúng không? Chúng ta thử so sánh với các đồng coin làm lăn bát khác nha. Mình so sánh với full card starter luôn nha. Ok. Rồi, full card starter vốn hóa thị trường là 231 triệu đô ở giá 362 đô đúng không? Và cung lưu thông của nó là 60 triệu token trên 100 triệu. Nếu dự án này unlock 100% token ra, unlock 100 triệu token ra thì định giá phao lão hoàn toàn của Pulka Starter là 362 triệu đô. À, còn đối với cả Starter thì sao? Vốn hóa thị trường hiện tại 50 triệu, mới bằng đâu đó khoảng tầm 1 phần 4, 1 phần 5 so với Pulka Starter, đúng không? Còn định định giá phao lão hoàn toàn thì chúng ta sẽ lấy 26 đô này nhân với cả 10 triệu này thì nó sẽ rơi vào khoảng 260 triệu, đúng không? 260 triệu đô định giá phao lão hoàn toàn thì nó vẫn thấp hơn so với cả Pulka Starter. À, thì nhưng mà nó lại không không thấp hơn quá nhiều, thì cái này mọi người phải phải tự cân đo đong đếm, đúng không? Một dự án mới nổi mà bây giả sử với giá con này mà x2 lên ấy, thì cái vốn hóa thị trường của nó lên 100 triệu rồi, thì có thể là lúc lúc đó là nhiều người sẽ bán, tại vì nhiều người nghĩ là con này nó không không thể nào bằng Pulka Starter được, thì con này có thể x2 thì người ta sẽ xả đó. Đó là cách mà nhiều nhà đầu tư họ sẽ định giá như thế. Họ sẽ định giá dựa trên vốn hóa thị trường và định giá phao lão hoàn toàn. Đấy. Nhưng mà cái định giá phao lão hoàn toàn ấy nó cũng sẽ là một cái gì đó mà mọi người sẽ phải suy luận nha. Giống như HK hồi xưa định giá phao lão hoàn toàn rất rất cao. Nhưng mà đúng một ngày họ thông báo là họ bơm một nửa token luôn, họ bơm một nửa luôn. Thì giống giống như con card starter này, hiện tại tổng cung của nó là 10 triệu, nhưng mà đúng một ngày họ nói là họ bơm 5 triệu, họ thích họ bơm 5 triệu rồi đó. Thế là fully diluted cap của nó giảm một nửa luôn, thì giá của đồng coin đã tiềm năng có thể x2 nữa rất cao. Đấy. Ok, một câu hỏi rất là hay của bạn Turu. One Inch là AMM trên ERC20 và cả BSC, nhưng tại sao dòng tiền chảy vào các cái bách thôi? À, đầu tiên á là One Inch á, ngày cái thời điểm ban đầu á, họ xác định họ là làm ERC20 thôi chứ họ không làm BSC. Nên là cái thị trường mình á, định định nghĩa cái con One Inch này nó không phải là BSC. Thứ hai là cái volume giao dịch trên One Inch này á, phần lớn nó vẫn nằm trên cái ERC20. À, thứ ba là One Inch nó không hoàn toàn là một AMM mà nó là kiểu liquidity, nó là aggregator thôi, tổng tổng hợp thanh khoản từ nhiều nguồn khác nhau chứ nó không phải là một cái sàn AMM chính thức. Và hiện tại thì One Inch nó cũng chưa có kế hoạch thu phí trung gian, nên là theo mình nghĩ thì cái mô hình hoạt động của One Inch nó hơi khó hiểu chút đấy. Nếu mà đó là lý do tại sao mà những cái thằng mà làm money chain á hiện tại thì nó hơi khó lên so với một số dự án là làm chỉ tập trung vào một 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 hệ sinh thái thôi. Giả sử như là PancakeSwap hay là con Bách, nó chỉ tập trung vào một hệ sinh thái thôi là nó sẽ được cái hệ sinh thái đấy backup support từ A đến Z, thế là nó tự khắc lên thôi. Còn những thằng mà làm money chain á, giả sử một dự án nào đó làm money chain nhưng mà họ tập trung rất nhiều tính năng cho BSC đi, mình khẳng định luôn thằng Binance nó sẽ không không support nhiều, nó sẽ không retweet nhiều, rồi CZ cũng sẽ không mention gì đến dự án đấy, tại vì dự án này làm money chain mà có phải làm tập trung vào BSC đâu mà họ họ nhắc đến làm gì đấy. Rồi, nếu mà anh em tạm thời chưa có câu hỏi thì mình sẽ nhường lại cho Huy phân tích cho mọi người con card starter với cả con radium nha. Card starter và radium thì trên CoinEco họ đều định nghĩa nó là lăn pad ha, trong cái mục lăn pad á, coin lăn pad
top Lampard coin, đứng đầu là Radium, đứng thứ ba là Polka Starter ha. Rồi Huy rồi. Có xe màn hình không? Dạ có anh. À, anh ủa ra sao không bật được cái xe màn hình ta? Xe lại đi xem được chưa? Rồi. Rồi, hello anh em. À, mình bảo ta hơi lộn nè. Ông nào Mark Cuban đó. Rồi, hello anh em nha. À, giờ thì anh, cái trend IDO hiện tại là nó cũng khá là hot ha anh em. Hầu như là cái kèo nào mà IDO thành công á là nó cũng có ROI khá cao. Minh là ví dụ như là cái IDO đầu tiên của trên blockchain của Cardano, hình như là nó Cardano nó thứ 8 nó mới ra smart contract, cho nên là hiện tại là vẫn trên ERC20. Và cái con đầu tiên nó là cái con C3, con Charlie 3, thì anh em thấy là nó hiện tại nó đã ít tới là cao nhất là nó ít tới 50 lần, 60 lần cái giá private sale. Và hiện tại sắp tới thì nó sẽ ra thêm một cái IDO mới, như là cái đồng mà cái dự án gì ta? Yeah, Sumi hả? Như cái dạng Sumi. Đúng rồi. À, và có thể khả năng cao là hình như là nó cũng nail rồi, là chúng ta sẽ stack cái đồng card starter này mới mới hold được, mới 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 mua được. Thì theo như cái phân tích kỹ thuật thì anh em có thể là mua ở đâu, hay là mình mua mình thì mình cũng đã mua rồi, mình mua ở vùng 25 nè. Và hiện tại thì khả năng cao á, nó cũng có thể là nó sẽ hồi về cái vùng 25 này một lần nữa, vùng 25 đô này cũng khá là vùng cũng khá là ổn để chúng ta mua, bởi vì là nó hợp lưu với cái mốc Fibo 0.382 này, với lại cái là cái vùng cái đáy cũ của nó trước đó nữa, cho nên là khả năng cao nó sẽ hồi về đây và mình sẽ mua thêm DCA thêm. Và ba vùng này là mình sẽ với DCA này, là nó cũng đơn giản thôi, là nó cũng hợp lưu với cái mốc Fibo thôi. Đây là những cái mốc Fibo mà mình kể ra ở đây. Thì nếu mà nó giảm về theo thị trường á, hoặc là nó sẽ bị cái lực bán nó khống chế, cho nên là nó sẽ giảm cái giá của các starter xuống. Và cái vùng mà mình DCA đó là cái vùng mà 20 đô và vùng 16 đô là hai cái vùng tiếp theo mà mình sẽ DCA thêm. Mà như anh em thấy là cái con các starter này vừa rồi này, nó có cây nén giảm khá là mạnh với cái volume rất là cao luôn. Đây là cái lực xả mà mình thấy rằng là với cái tình hình thị trường hiện tại, mà nó hiện tại thị trường cũng khá là ổn, nhưng mà con card starter này vì sao mà nó lại giảm mạnh như vậy, thì theo mình thấy á, là nó cũng không ít thì nhiều đấy, nó cũng phụ thuộc vô cái được coi là cái stacking cái con card starter này để mua IDO của ADA. Là theo như hồi nãy anh Hoàng có nói thì chúng ta phải stack theo cái lượng của nó, đó là 100 đồng start 100 đồng cái đồng card này thì chúng ta mới mua được cái mức 1 thôi. Mà 100 đồng của nó thì nó đã tương ứng với lại là 2.800 rồi, 2.800 đô rồi. Thì cũng đây cũng mức khá là cao cho những anh em mà newbie. À, còn rất là nhiều, đây là 2.800 đó là chỉ là cái mức thấp nhất thôi anh em. Chúng ta phải cần rất là nhiều tiền hơn để chúng ta mua, cho nên là có rất là nhiều nhà đầu tư họ cũng không có nhiều tiền như vậy, mà họ chỉ trade thôi. Họ trade là họ mua ở vùng giá thấp mà họ chỉ bán ở vùng giá cao, thì nó là gọi là trade. Và khi mà anh em thấy là nó chạm cái mức mà cái mức chốt lời họ đó thì họ xả thôi. Thì anh em thấy đây cái mẫu hình vừa rồi, nó có cái mẫu hình cũng như là đợt xả vừa rồi là 2 ngày trước ha, tầm ngày 30/4, thì nó đã có cái nến xả là tạo cái mẫu hình giống như hình chữ chữ U lộn ngược luôn. Và anh em thấy là cái mức xả cũng như cái volume nó rất là cao, cho nên là mình thấy là khả năng cao là cái đồng card starter này nó vẫn giảm về. Mình kỳ vọng là nó sẽ về vùng này nè, vùng 0.5, vùng Fibo 0.5 đó là vùng 21 đô. Thì về vùng này thì mình sẽ mua mạnh cái đồng card starter này để tham gia IDO của Cardano. Và mình thấy rằng đó là theo như anh em biết thì cái đồng coin mà nó thay đổi cuộc đời mình luôn, đó là cái đồng Cardano này. Bởi vì trước đó là mình hold cái đồng coin này từ cái vùng entry là 0.1 đô lận, 0.1 cho đến 0.12 đô là mình đã mua rất là nhiều cái đồng ADA này rồi. Và đợt đó thì mình cũng làm video cũng như là mình call rất là nhiều.
Cho nên là anh em cũng đã biết khá là nhiều về mình ha, về cái đồng ADA này. Và gần đây nhất thì mình cũng đã chốt lời cái đồng ADA này đến mức là 90% là ở vùng x12 lần cái giá của mình, cái giá mình mua. Và có rất là nhiều anh em cũng để ít tài khoản với cái đồng ADA này ha. Theo như mình thấy, mình quan sát trong group á, có rất là nhiều anh em luôn là lãi rất là nhiều với cái đồng ADA này. Thì hiện tại thì mình vẫn tin tưởng vào cái hệ sinh thái của cái đồng ADA cũng như là cái dự án của họ. Về cơ bản ha, về cơ bản những cái dự án top thì nó đã có cái mức được coi là cái về phân tích cơ bản á, thì những cái đồng coin tốt thì nó rất là tốt rồi. Và hệ sinh thái của nó thì có những cái dự án mà theo cái smart contract thì những cái dự án sau thì nó sẽ khả năng cao là nó sẽ build trên những cái blockchain đó. Cho nên là anh em đừng đừng có vẽ lên màn hình nha, anh em đừng vẽ lên màn hình nha, mình không rồi những cái dự án mà top á, mình thấy là cái hệ sinh thái của họ rất là tốt. Như là anh em thấy là cái đồng ADA này là cái đầu tiên ha. Và mình thì mình cũng tin tưởng như này, là mình sẽ phân bổ là tầm 50 đến 60% là cái phần của mình là cho cái đồng Kickstarter này. Còn cái đồng thứ hai đây, cái đồng Radium, đây là cái đồng của hệ sinh thái Solana ha anh em. Và Solana thì như anh em cũng đã biết rồi, đó là cái mức tăng mà tăng ngược thị trường luôn. Thị trường nó giảm nhưng mà Solana nó cứ thẳng đường, nó cứ thẳng một đường mà nó tăng thôi. Và vì sao như vậy? Đó là cái hệ sinh thái của Solana đã build rất là tốt, và có rất là nhiều dự án đã build trên Solana. Và cái phí giao dịch của Solana thì như anh em thấy rồi đó, thì cái phí giao dịch của nó chỉ là 0,0001 đô thôi. Nhưng mà đổ lại là cái ví của Solana thì mình thấy là cũng rất khó xài, khó sử dụng ha. Và như anh em thấy á, thì Solana là được đội ngũ của Sam ha. Đội Sam thì không có gì ngoài tiền, cho nên là pump rất là kinh. Về cái đồng FTT, FTT thì xíu nữa sẽ có video phân tích cho anh em ở trong cái video ở trên YouTube ha. Thì cái đồng FTT thì nên thấy là từ cái đợt mà S Hoàng Call là mua ở ở vùng giá là 3,5 đô, và hiện tại em thấy là năm 50 mấy đô rồi, rất là kinh luôn. Đợt đó thì mình chốt sớm, mình chốt tầm x2 chứ mấy, mà mình không có hold nhiều và mình chuyển sang cái đồng coin khác, cho nên là mình không có ăn được cái con sóng pump mạnh của cái đồng FTT của sàn FTX đâu. Thì cái sắp tới á, thì như anh em thấy là cái IDO Media thì đã IDO thành công rồi trên Sol rồi ha. Và hiện tại thì sắp tới khả năng cao mình và team cũng đã khả năng cao là dự đoán là cái đồng Ray này có thể là sẽ được staking để được mua IDO trên Sol Starter ha. Và vùng mua của chúng ta sẽ là vùng gì? Thì anh em thấy là vùng mua của chúng ta hiện tại thì khá 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 là khó ha, khi mà nó đang chạm cái vùng kháng cự rồi, chạm kháng cự 14,2 đô rồi, và khả năng cao chúng ta mua ở đây là rất là khó luôn. Nhưng mà anh em thấy là nó cái bóng nến này, cái bóng nến này nó bao hết, cho nên là khả năng cao là hiện tại giá của nó đang trên cái vùng ATH. Và nếu mình vẫn chờ có một cây nến là nó break lên hẳn hoàn toàn kèm với cái volume vừa phải, thì chúng ta mới thấy là cái vùng ATH nó bị phá vỡ hoàn toàn, và chúng ta mới chờ, hoặc là chúng ta mua luôn, hoặc là chúng ta sẽ chờ pullback và chúng ta sẽ mua lên thêm ha, để chúng ta staking, để chúng ta tham gia các IDO ở trên Sol Starter. Thì như em thấy là cái thì như anh Hoàng thì cũng đã dành 60% phần để tin tưởng và tham gia cái hệ sinh thái của Solana. Thì anh em cũng đã hiểu rồi, với một người mà hiểu rõ về các cái hệ sinh thái thì mà họ tin vào một cái nền tảng thì anh em cũng cũng biết ha. Ok, với con Ray này thì phân tích kỹ thuật thì cái vùng mua của chúng ta thì hiện tại thì mình thấy là nó xuất hiện cái vùng lực cầu ở vùng giá là 12,2 đô nè, 12,2 cho đến 12,5 đô em ta có thể mua được. Còn khi mà nó break lên hẳn luôn thì chúng ta vẫn có thể mua được khi mà nó break ATH ha. Thì hai cái điều đó, hai cái vùng này á, thì mới là cái vùng tốt chúng ta mua để tham gia các IDO sắp tới ha của Sol Starter. Và Ray này thì mua ở sàn nào thì nó hiện tại chỉ có trên sàn FTX
và serum deck ha. Serum deck thì anh em nào có thể có muốn tham gia thì chúng ta có thể mua ở trên hai cái sàn này, hoặc là đây đây anh em có thể thấy là Radium này vốn hóa của nó là hơn 500 triệu đô rồi, và cái pha lõi hoàn toàn của nó là hơn 7 tỷ lận này, hơn 3, 7 tỷ đô, và cái TVL của nó là 900 triệu đô lận. Đây hiện tại nó cũng có cái sàn AMM rồi, trên Radium cũng có swap, anh em có thể swap lên trên này được ha, hoặc là những cái sàn này FTX, Serum Desk, Gay nữa, có Ray nữa ha, có Gay A.io nè, anh em có thể lên đây và mua cái đồng coin này. Thì mình dự trước mắt thì mình vẫn tập trung vào hai cái đồng coin mà để chúng ta tham gia IDO thôi, đó là đồng Ray này và cái đồng Kickstarter. Kickstarter này thì mình phân bổ vốn thì mình sẽ phân bổ vốn nhiều hơn cái đồng Radium. Bởi vì sao? Bởi vì mình tin tưởng tốt vào cái sự nâng cấp, có cái smart contract sắp tới của cái hệ sinh thái Cardano. Và anh em thấy là hay Cardano này thì mình nó tin tưởng, bởi vì nó cũng đã mang cho mình một cái kèo x10 lần giá trị tài sản. Ok, anh em có câu hỏi gì thì có thể đặt trên không chat ha. Hệ sinh thái Avast, Avast thì hồi nãy thì có anh Hoàng, S Hoàng đã phân tích rồi, thì anh em có thể chờ cái video này, chờ cái buổi live stream này được up trên YouTube ha, có sẽ có record lại cho anh em. Ok. Ok, anh em còn câu hỏi gì không? Mà các đồng coin khác và các hệ sinh thái khác mà muốn phân tích chi tiết đó, thì có lẽ là mình sẽ phải dành cho một buổi riêng. Nên là hẹn anh em, chúng ta sẽ phân tích từng hệ sinh thái và từng đồng coin trong hệ đó trong các bài viết trên website của marginatm.com hoặc là trên kênh YouTube của marginatm nha. Nếu mà anh em có những câu hỏi nào và những thắc mắc nào đặc biệt về đầu tư á, thì mọi người có thể đặt cho mình trong cái group chat trên Telegram, thì như thế thì mình sẽ dễ trả lời anh em hơn ha. Cái buổi ngày hôm nay thì đến đây là cũng khá là thành công rồi. Bao giờ ưu tiên Ray bất khả? Ok, cảm ơn anh em Ok. nha. Ok, cảm À, ơn cái anh buổi ngày hôm em. nay thì mình có record lại màn hình rồi. Mình sẽ đăng lên YouTube sau. Ok. Ok, cảm ơn anh em. Và cũng sắp có kết quả của cái đợt sự kiện này rồi ha anh em. Anh em chờ nha. Khi nào phát cạc. Khi nào phát cạc ép. Ok. Ok, cảm ơn anh em.